Anh em đang sợ đồng đội chê khi không có skin súng xịn, hay sợ người yêu đá khi không có skin súng level cao? Đừng lo chuyện đó, hãy đến ngay với shoplaogio.vn. Chỉ với 100k có ngay một ạc có skin súng nâng cấp level cao. Đặc biệt, có cơ hội nhận miễn phí ạc cực VIP khi tham gia mini game trên kênh Lão Gió mỗi tuần. Còn chần chừ gì nữa, ghé shop luôn nào. Link shop ở bên dưới phần mô tả nhé. Yo, xin chào tất cả những bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Hiện tại thì mình đang có mặt trên chuyến xe đi Đà Lạt và chuẩn bị để tham gia đảo sinh tồn. Lần này thì không phải là vòng loại nữa rồi, mà là chung kết luôn nha. Dự kiến là khoảng tầm 3 giờ 30 là mình sẽ bắt đầu tới nơi. Khoảng 4 giờ là mình sẽ bắt đầu di chuyển để mà tới đảo sinh tồn rồi. Nên là chắc là bây giờ thì mình sẽ ngủ một chút, xong rồi đến nơi thì có gì thì mình sẽ quay cho anh em cùng xem nhé. Đây, hiện tại thì mình đã tới bến xe Đà Lạt rồi. Không ngờ là bến xe Đà Lạt nhiều xe như thế này mà lại còn đẹp như thế này nữa. Rất là rộng, rất là đẹp. Giờ thì mình sẽ bắt xe để di chuyển về khách sạn nhá. Mình vừa nhận được áo của team mình này, màu vàng anh em. Đây là mail này. Màu tím. Đẹp trai không? Trời ơi nhức nách luôn. Không biết là mình sẽ chung team với ai đây. Bây giờ đang là 5 giờ sáng. Các bạn có thấy là mặt trời nó vẫn chưa lên, nó chỉ mới ló ló ra một tí thôi. Bọn mình sẽ bắt đầu di chuyển từ đây tới cái địa điểm quay. Đường núi nên là không có đi xe lên được, mà chúng ta phải đi bộ thôi. Đây, toàn bộ thí sinh đang có mặt ở đây hết rồi. Chuẩn bị đi bộ để khởi động cho cái vòng đảo sinh tồn. Nói thật với các bạn đó, cũng may hơn là mình tám muối. Ghê thật đấy. Trong thôi nãy giờ là cũng sự lo rồi đó. Ơi, có cách nào anh đi nhẹ nhàng hơn không vậy? Có anh. Anh đổi giày cho em đi. Sao mấy gì đó? Ai biết đâu. Bọn mình đã tới chỗ quay rồi nha. Có sương mù luôn kìa. Bên đây là chỗ quay này. Đó. Tính xe. Chưa. Bấm cùng nhau hết mà. Làm người đều bấm nhé. Nhé. Thấy sao khi team mình đang dẫn đầu? Tuyệt vời. Tuyệt vời hả? Đỉnh vãi. Chuẩn bị chia tiền thôi. Chia. Chuyển quả luôn đi. Chuyển máy là chia. Bấm. Anh đây đọc số tài khoản. 100 là mỗi người 25 mà ta. 5 người bấm 1 xíu đi hả? À nhỉ? Gần tới đỉnh núi không? Có chứ anh. Đóng thuế ơi. Đóng thuế là thế là còn 15 triệu à? Đây, đóng thuế bên này. Thế mình sẽ làm gì với chiến thắng của mình? Tiêu hết tiền. Cứ mãn trong cái sớm như vậy. Mình nhất rồi mà, chị Chi. Chuẩn bị. Ờ thôi chuẩn bị vậy. Em là em không có chứ. Tôi này các bạn. Đây là đường mình chuẩn bị lên giành chiến thắng anh nha. Từ thôi mình đặt chân lên. Đây vậy nè. Anh nói nè. Mình đặt chân lên, xong rồi mình nghỉ một nhịp cho chân mình nghỉ đã. Xong rồi mình leo lên. Đừng có cố đi lên hết. Lên hết à. Còn đoạn nữa thôi. Các bạn xem đường đi này. Đã man chưa? Tiếp vào nhắc rồi. Đường lên núi nè các bạn. Có rồi. Đây. Rồi ok lên. Tại vì là không thể nào vừa cầm điện thoại vừa leo núi được. Vẫn chưa được. Không nghe được tôi mày. À, còn xuống, còn đi xuống nữa tí nữa. Còn 60 mét nữa thôi. Thế rồi. 60 mét chắc là 600. 600 mét cho em, mẹ em nhảy xuống. Nhầm, 60 mét thôi. Con rùi trên đầu mình kìa. Tiếp nhá. Tiến lên, tiến lên. Lên thôi. Lên. Lên. Lên, xuống lên. Lên đi ơi. Cuối cùng thì chúng ta đã lên tới đỉnh. Mình đã lên tới đỉnh rồi. Yeah. Phê không? Phê. Đà Lạt kìa. Mây đen này. Trên cả mây đen anh luôn. Anh sẽ mua một cái đồi ở đây. Wow. Anh sẽ mua cái đồi đầu kia. Đà Lạt bên dưới. Hả? Không, anh dự tính anh sẽ mua cái đồi ở Đà Lạt. Mệt quá.
nhưng mà rất là vui. Anh tại vì anh mục đích là lên đây. Những thành viên là đội xanh. Xanh hai người, tím một người đã lên, hai người đã lên. Yeah. 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 Vọc bể hả? Duỗi chân ra chưa? Không, mèo mèo mèo. Mèo bị nhào. Chân nào? Vọc ngón hay là vọc bắp? Vọc ngón thì kéo căng nó lên rồi gần, nó còn có bắp. Đúng rồi hả? Chịu khó tí. Khóc hả? Nhưng mình đợi vậy chứ, nếu mà chạy lên thì lên lâu rồi. Bỏ lên, lên tới nơi rồi, bây giờ là ăn mừng thôi. Anh Hôn yên tâm nhảy, yên tâm nỗ lực quá. Là cảm xúc con gái mà, phải như vậy á. Không, Tuyền ơi, Tuyền, sao đây ngồi cho nó vui, ngồi buồn đấy. Sao đây? Chúng tôi tiền đây cô đơn vậy. Thì thôi, ở đây không có ai ghét bỏ em đâu nên em ngồi đồng đấy. Rồi. Rồi sao luôn? Chào năm hai đội em. Ok, như vậy là trên này đã xong rồi. Bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu đi xuống. Mọi người nhìn mặt mình này. Còn cái chỗ nào nó lành không? Nhưng mà thôi không sao, chiến thắng là tốt rồi. Giờ đi xuống thôi. Thắng đã nói thôi không sao, thắng thì tốt rồi. Nói chung là thấy game này nó dễ quá à. Thế nhưng mà mình thấy nên cho lên gấp đôi độ khó thì may ra mới có tí cạnh tranh, chứ còn thế này nó vẫn hơi hơi nhàn. Bọn mình xui thôi, nhường cho gió top 1, nhưng mà nếu mà có một cái trò nào nữa thì tuổi. Mình sẽ chờ Mel tái xuất vào một trò nào đó gần nhất. Này. Bằng chứng rằng vừa qua các thử thách thì mình rất là mạnh. Trừ những lần mình không mạnh nha, đúng không? Trừ những lần là mình yếu rồi. Ok, bây giờ thì bọn mình sẽ đi xuống nha. Đúng rồi anh. Không. Cẩn thận nha. Bám vô mà xuống. Mèo đi cẩn thận đi, đi từ từ. Mèo đau chân. Mèo. Mèo hôm nay thì sau bao nhiêu lần khuyên tập thể dục thể thao không chịu tập. À. Thì rồi sao nữa? Rồi xong rồi hôm nay đi thua. Lại anh nữa luôn đấy. Mà ở đây. Ui 4 cây 2 nữa kìa nhé. Hả? Kìa xuống 4 cây 2 kìa. Trời ơi. Cầm đi quay con cỡ cây rồi xong cái tắt. 4 cây 2. Ở ngay cái chỗ này á thì người ta có đóng mấy cái tấm ván á để chặn đất lại và làm thành một cái bậc thang. Bậc thang để cho dễ đi. Mình đi xuống. Giờ đi xuống thì em không hiểu tại sao nãy mình có đi lên được. Ừ. Không, ban nãy là vì kim cương em ơi. Đây, có mấy gốc cây. Còn đi xuống này là để nhận kim cương. Thường thường là đi xuống nó sẽ nhanh hơn đi lên. Chi Chê, sao em lại đặt tên biệt danh là Chi Chê? Hả? Em giải thích rồi này. Lớp có 3 chi. Hả? Lớp có 3 chi. Lớp có 3 chi hả? Đi học lớp C. Chi A, Chi B, Chi C. À, Chi Chê là học lớp C hả? Không. Chị A, chị B, chị C, Nguyễn Linh Chi à? Ba Nguyễn Linh Chi thì phải phân biệt bằng A, B, C. À, nghe là Linh của em là Linh C đúng không? Là Linh Chi. Linh Chi hả? À? Ừ. Liên quan đến Chi C. À, ok, ok, ok. Chị A, chị B, chị C, ok, dạ, trong lớp có ba chi đúng không? Dạ, phải rồi đó. Ừ. Anh ép thử đoán xem nó rộng bao nhiêu. Nhìn nè, một cái găng tay nè. Đó, chỉ thế này thôi mà bằng một cái chữ này nhá, ra ngoài này. Nè, đứng này, đứng này nè. Nhìn ái thật là đi. Nhỏ bé. Em đứng vào coi, em đứng vào coi. Không. Không, cây này chưa to. Cây không, hình như cây ở dưới to nhất. Ừ, nhưng mà cây này nãy giờ là mình thấy là nó to nhất. Ồ, đẹp chưa? Á, cái mảng thực vật nhìn đẹp ha. Nhìn cũng phê không ạ? Đi lên mình là những người thắng cuộc. Nhưng mà đi xuống thì mình thua cuộc anh em ơi. À. Cả đoàn rớt lại còn có 3 người à. Nhanh nhanh nhé cơ ơi. Có khi nào mình đi lộn đường không? Có. Hy vọng là mình đừng đi lộn đường. Chứ mà đi lộn đường là mệt lắm đấy. Cũng có đồ màu vàng. Nguồn này có về luôn ta. Bây giờ nhìn lại thì không thể ngờ được là bọn mình có thể lên được cái đỉnh núi kia. Má không tin được luôn á. Này, nó ở đây này. Xà dã man luôn ạ. Thấy mình cũng ghê gớm phết đấy chứ nhở. Yeah.
cuối cùng thì cũng đã nghe tiếng mọi người rồi. U là trời, hên quá. Cuối cùng thì mình đã về gần tới điểm tập kết rồi anh em ơi. Đất liền à, không, ở đây là đâu? Mừng quá, trời ơi, mừng quá luôn á. Thành viên cuối cùng đang chuẩn bị cán đích. Cán đích đường về, trận lượt về. Top 1 server. Chân mèo thì lúc leo lên bị chật một ngón, thế là bỏ luôn giày rồi. Gắng lên. Mình đã thấy mọi người rồi kìa. Các bạn đã thấy chưa? Đây rồi, đây rồi, đó thấy chưa? Mình về với đồng đội của mình đây. Mình là ai? Em để cho ra mắt bài hát này vào thời gian nào? Ngày mấy? Mình nhớ không? Để mọi người về share cho nè. Mọi người nhớ là view xuất sạc bài ai của Chi C về. Hiện tại thì view ổn không? Không, em không đem. Được ạ. Được. Em trải truyền thông thì nó cũng được hơn 100.000 view rồi. Wow. Mọi người share thêm để sau chuyến này mình xài view nha. Chi C mà ai? Ok. Chi C mãi đỉnh. Hiện tại thì bọn mình đang cắm trại nha và chuẩn bị kết thúc ngày quay chung kết. Ta là hiện tại thì bọn mình đang ở trong bến xe và chuẩn bị sẽ bắt xe và về nhà anh em nhé. Hôm qua thì về mệt quá nên là cũng không có quay đoạn kết được. Thì hôm nay mới quay đoạn kết đây. Và bên này thì đang làm mèo này. Đó. Đang liên hệ xe anh em ạ. Chỗ này nó hơi ồn. Chắc là mình cũng sẽ kết thúc cái vlog ở đây nha. Thì cảm ơn toàn bộ anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những clip lần sau. Bye bye.